Kính chào quý chị và các bạn đã đến với kênh Bình Định Cháu Yêu. Ngày hôm nay em ghé thăm cụ bà 85 tuổi ở Bến Lức Long An nè cả nhà. Cụ bà rất là dễ thương và đức hạnh nha cả nhà. Bán hàng cũng sụm nụ như bà 83 tuổi ở Hồ Chí Minh vậy đó. Đẹp gái không? Tên nghĩa là Dính. Dạ. Ủa hôm nay bà bán hết sớm hả? Ủa còn có hai bịch à? Hai con ốc. Hôm nay ai đó mà mua nhiều dữ vậy? Một bao lợi mua. Hôm nay mới có 11 rưỡi mà bà còn có hai bịch đây quý vị ơi. Hai con rau ốc. Dạ. Hai rau ốc. Đây rau ốc hả? Rau đây nấu nấu với thịt bò ngon lắm quý vị. Hôm nay con đi ngang qua con ghé bà nè. Ăn ngon ngủ được. Dạo này bà khỏe không? Khỏe. Cụ bà là tới 85 tuổi rồi quý vị. Mà vẫn còn minh mẫn lắm. Mới có 11 rưỡi bán hết rồi. Ở đây ồn ghê luôn các bạn. Đây, một bịch là bà bán 20 ngàn hả? Bịch 20. Bà ăn trầu từ mười mấy tuổi tới nay luôn quý vị. Bà cho con ăn miếng nữa ngon không bà? Mà. Nó giỡn á, con ăn thử rồi mà nó sao ta? Nó chát chát, đắng đắng. Bỏ cơm chứ không bỏ trầu á. Bỏ cơm chứ không bỏ trầu hả? Bây giờ ít người ăn trầu lắm. Hồi xưa với giờ ít lắm. Đi hồi xưa đi quá chầu cho bà già ăn luôn. Ghiền luôn. Cụ bà 85 tuổi chứ còn minh mẫn lắm nha quý vị nha. Vẫn bán buôn tính tiền được luôn đó. Vậy mà cũng có bị người ta lừa mượn tiền không trả. Thôi cả họ gánh cái bệnh mình à. Mượn tiền không trả là ba mấy triệu hay hai mấy triệu? Bốn năm chục triệu luôn. Bốn năm chục triệu luôn quý vị. Tại cái đó họ mua bệnh. Bởi vậy mà ông Lâm này thấy sao đâu có uống thuốc. Dạ. Mà ông Lâm sao không có uống nhiều thuốc mà. Tức là bà già bệnh như vậy trộm vía là không có đeo bệnh gì nhiều hả? Không, mà ông Lâm không có uống những thuốc mà. Người ta bệnh việc mà người ta đưa tiền cho bà mà người ta đi nhận bệnh viện bà cũng không có luôn. Bà bán nó ra từ 10 giờ sáng đến chiều. Mà ngày nào hết sớm thì về sớm. Hết sớm về sớm. Có bữa nay hết sớm nhưng qua cũng về tối. Nhưng mà là sáng với ai đó mà mua nhiều dữ vậy? Em ăn mua bóng mực. Trời. Mua cho về luôn. Cái đó là một bịch 20 ngàn đúng không bà? Ừ. Bán này tí con quay mà không ai mua con mua cho. Lát ừ. Mày mua tao luôn. Mua hết luôn rồi đi về. Ừ. Đi về người, bà về bà làm cái gì? Về ngủ. Về ngủ về hả? Đi hai rau nữa. Về đi hai rau không dám ngủ rồi à. Hái rau rồi con rau nó hái. Thì đi ra cái tâm mía rồi. Bà ăn mía được không? Không. Gắn đâu ăn. Đập. Nữa bán ế mười mấy rồi cho hết trơn. Đó, đem về ăn. Ừ. Thôi mà ăn trầu ghiền quá quý vị ơi, mà ăn không được nè. Ăn quá quen chứ không quen đâu, ăn trầu được đâu. Vậy mà ngồi đây bà qua bà ra đó mà dân phòng nó ra. Mà ngồi đây không còn dỗi nữa à. Ở đó nó khó hơn Sài Gòn á, Sài Gòn con quay cái cụ kia bán ngay ngã tư luôn. Không có sao. Ở đây người ta sao qua bà ngầu đây không còn biểu kéo vô ngầu trong này à. Còn kiều bà ra ra chỗ đó một chút. Mà là thấy là bên đây xe cổ nhiều người ta sợ rỡ quẹt mà. Bán thì sợ giác thì ta không cho chứ đầu nào cũng vậy con ơi. Dạ. Đầu pháp cũng vậy nữa, con bán mà đóng giác ai cho con bán.
rồi pháp bán rồi hỏi chứ gọn đóng khốn mà cho bá để trên lời đó rồi rồi ai mà cho bán thúi thôi ai cho bán. Bà bán từ năm bao nhiêu tuổi tới giờ? Mười mấy tuổi bán rồi. Bà bán ở đây luôn hay bán chỗ khác? Bán bên bển hồi đó đồng xanh đỏ. Là cũng bán đồng ở bên lứt này. Hồi đó thì bán đủ thứ á. Đi đổi bèo bán đi gánh đây đi lên rồi đem gánh về chứ đâu có xe. Hồi đó là cứ gánh bộ đi vậy hả? Mà xưa khổ quá bây giờ thấy sướng quá trời. Sướng mà bệnh. Sướng mà bệnh hả? Sướng mà bệnh. Hồi xưa mì tôm cũng có ăn như ở đó. Ăn cơm với muối mà đẻ con ra rồi cho ăn cơm với muối, uống nước muối, uống nước cơm với nước muối mà nuôi nổi, bây giờ nuôi không nổi. Có đứa nào cũng có đứa mà nuôi không nổi cả. Bà tổng cộng là có 6 người con mà 3 trai 3 gái đúng không? 8 đứa mà còn 3 trai 3 gái. 8 đứa mà mất 2 anh chị. Mất đứa con gái đầu lòng với thằng trai. Là Bình mất hay là đẻ mất? Bình mất còn đứa mới kiếm đứa mất. Nhưng mà sao hồi xưa con để ý nha. Phụ nữ hồi xưa đẻ nhiều lắm nha. Là hồi đó không biết kế hoạch khó hay sao mà đẻ như vậy? Hồi đó đâu có kế hoạch, bây giờ kế hoạch. Giờ mà bây giờ mà đẻ nhiều đó tiện đó mà nuôi. Mà giờ kế hoạch đây mấy người mà kế hoạch đây là biết. Vay phải trả. Dạ. Hồi chồng bà mất bà năm nhiêu tuổi? Mới mất lại hai mấy năm. Mấy năm mà. Vậy là mất tầm khoảng bà 60 tuổi hả? 70. Mà hồi đó sao bà không bước thêm bước nữa? Bây giờ còn thấy mấy người 60, 65 tuổi á, lên mạng á, tìm chồng nữa chứ. Trời đất ơi, lệ luôn á. Bà nói thiệt, bà hồi đó mình dâu khổ lắm mà. Mấy bà chị chồng đưa ổng đi trước. Ông già bà ở sân về, tự bà về thôi. Bà đẻ mấy đứa con á. Con đầu lòng là bị rồi đó. Giờ con cái bà còn ổn định hết rồi hả? Giờ nó có không có giàu mà cũng đủ ăn chứ. Giờ đứa nào cũng thiếu nợ con ơi. Giờ nó ăn nó đâu có cái tiền. Mấy bà này có tiền ấy, lâu lâu ai cho bà để dành tiền mà đi chùa cái gì nha. Đi chùa về miếu hết trơn vậy đó. Bà làm phước. Bà nói con nghe, bà chết bà không dám đem nữa. Nếu mà bắt con cho đó là bà để ra bà nghèo tiền nghèo bạc thiệt, nhưng đạo đức bà không nghèo từ hồi xưa tới giờ, hồi nhiều mấy chủ đó bây giờ cũng vẫn vậy thôi. Bà giờ còn sức, bữa bà nói bà đi xe máy từ Bến Lức Long An mà đi xuống Đồng Tháp luôn, quá dữ luôn quý vị. Đi xe ông đa ôm nè. Đi ôm nha, ông dám chở luôn hả? Lỡ không ôm té sao? Bà không dịch, đi ngang con la ông sùm. Trời. Bà đi vậy á, bà không được dịch, không chịu nắm đâu á. Ngồi dây nè. Vậy hả? Ngồi lên xe, con ngồi trước ở ngoài mà con ngồi có thế, không bao giờ con trải ra chuyện gì á. Mẹ mà mẹ ngồi chứ đâu phải là ngồi đâu. Ở đây xe cộ cấp cứu mà nghe điếc tai luôn á. Quá trời luôn rồi. Hồi đó mà nghe cái này là chung đóng xe thấy bà nội đi. Giờ quen rồi. Giờ nhầm rồi. Thấy là rau đây cũng khá là tươi luôn, ngọn không quý vị. Cái đây nấu với thịt bò ăn ngon lắm mà. Ai ăn được mới ăn được. Đây kiểu như làm thuốc dễ ngủ á. Ăn bao. Ăn sống được á. Ăn sống được luôn hả? Ừ. Bà hỏi mà thấy người ta ăn gì bà ăn thử nha. Dạ. Là buổi sáng là thường mấy giờ bà ra đây bán? 10 giờ hả? 10 giờ. Sao bán trễ vậy? Chứ gì chị chốt. Bán rất nhiều, cũng nhanh đó nhiều đó.
À, bây giờ chắc bà khó ngủ á, một ngày một buổi tối chứ ngủ 2-3 tiếng thôi chứ ngủ. Ừ, bà thức có 5 giờ sáng. Rồi thức có 5 giờ sáng. Thức ngày mai xong. Nghe kinh rồi. Ở chung với con Út hả, con trai Út hả? Ở mình. Chứ ở chung với nó là mình hát ở thức sáng thì em vẫn ngủ không được. Con quay người ta tưởng con bà đóng phim. Người ta đứng người ta coi. Lại luôn à. Có đeo cà rá luôn nè. Sao bà đeo chuỗi nhiều quá vậy? Các bạn nhìn kỹ là xưa chứ cũng đẹp gái lắm nha quý vị nha. Hồi xưa bà đẹp gái không bà? Ai biết. Ai biết hả? Ai biết. Cụ này là cụ Tùng nè, ở 85 tuổi ở Bến Lức, Long An đó. Tết này 86 rồi. 86 hả? Tết mới 86, giờ kể gì 85 đi. Bà muốn sống đến nhiêu tuổi, 100 tuổi hả? Không biết nữa. Sống ngày nào hay ngày nay. Chị mày sợ chết không? Không. Nó sợ chết. Nó sợ chết, tao đâu có sợ chết tỉnh chị. Chết, cái số chết là trời định. Có số hết rồi. Giờ muốn sống không được mà muốn chết cũng không. Đúng rồi, giờ người ta giàu, quá giàu cũng chết. Mà những người giàu là mau chết nữa. Mau đau nữa. Đúng rồi, mấy người giàu chết sớm lắm. Đau bệnh. Mày thấy không, tao 80 mấy tuổi, tao chưa uống viên thuốc một chút năm. Còn bây giờ là con cái gì nhỏ nhỏ. Mỗi ngày mỗi uống thuốc, sáng mơ chiều, cũng mơ chiều. Uống hết. Tao biểu niệm Phật cũng như nào nghe ha. Có Phật cứu chứ đâu có ai cứu. Dạ. Hỏi con bốn phương có giặt con chạy đường nào. Con không chạy đường nào hết. Tại sao xe tới ủi bà xe phải sụp chở lại là lý do nào? Cũng mẹ đỡ, mẹ không đỡ nó tung theo cái gì mềm xương rồi. Rồi mẹ nói cái gì, con biết hiếu đạo với mẹ cha là mẹ kề cận với con không biết hiếu đạo thì mẹ lánh xa, làm sao mà mẹ cứu kịp kỳ ba hồi này hả? Mẹ lánh xa mẹ đâu cứu. Còn con biết hiếu đạo với mẹ cha thì mẹ kề cận bên con hàng ngày, mẹ cứu cái gì mẹ cứu cũng được hết. Dạ. Còn nếu mà con không biết, mẹ không bao giờ cứu hết. Cứu cho kẹp cứu, đâu kề cận bên bà mà bà cứu được. Bà nói vậy đúng không? Đúng. Đó là trên đời này là có luật nhân quả hết. Con mình khổ cực á, là khi mình bây giờ mình lão đức mà, nhưng mà sao mình khổ? Vì kiếp trước mình dai, bây giờ kiếp này mình phải trả. Chứ đừng nói ở giờ sao tôi làm phước tôi khổ. Tại kiếp trước mình đâu có biết kiếp của mình. Bà nói gì đúng không? Dạ đúng. Mình đâu có biết được của mình. Bây giờ thiệt là mình làm phước hay mình ở có đức. Mà nhưng mà tại sao mình khổ? Vì kiếp trước mình gia thì kiếp này mình phải trả. Vậy sao một cũng là con người mà nhiều người nể trong một gia đình rất là giàu, người nể trong gia đình nghèo quá nghèo luôn. Thì nó đi nhân quả mà. Ở nhà giàu là bệnh là bệnh không trị nổi đó con. Dạ. Hỏi bịch giao 20 ngàn mà hỏi cái trời nè. Con thấy gì sao? Hỏi cái trời. Bà trả lời, bà nói bà bán cho qua ông trời bán theo ổng. 20 ngàn rẻ mà người ta lạc hết còn cái ngọn giờ chứ rửa nó ăn thôi. Bà bán cho qua ông trời bán mà trả, nói ông trời kêu trời. Bán gì mắc như trời ơi bán mắc à. Không, tôi bán cho qua ông trời bán à.
Thôi bà còn hai bịch nó bán cho con đi. Hai bịch 40.000 hả? Mua hết cho bà về luôn nè. Ta vô luôn. Đây hai bịch 40. Bo luôn á, con tặng luôn đó. Trả ta. Thôi. Rồi đi về luôn đi. Rồi, tặng ta để riêng. Tiền nãy cho ta để riêng, tiền bán để riêng. Dạ. Tặng mình đi chùa, đi chèm, đi chỗ này chỗ kia. Là hai bịch là 40 đúng không? Thôi. Rồi con để lại cho bà bán, bà cho ai cho đó, con không có lấy. Nữa. Trời đất ơi, tập trong ta hết, ta về còn biểu ngầu thì bán nữa. Con không lấy, con lấy đem về nó cũng héo à, con ít ăn lắm. Buôn bán gì đâu mà ế lắm giờ, ế lắm rồi. Mỗi lần hai bịch bà gian chút xíu hết giờ. Dạ. Một bịch không đầy một bịch mà đầu đầu chút bao giờ. Trời ơi, nó đi xe. Cái xe gì? Đi xe. Chạy bình thiệt nha. Chạy thì ghê quá. À, quý vị ơi, có bán thuốc bổ xương gốc glucosamine loại 280 viên với giá là 850.000 free ship toàn quốc.